Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy San Cát. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Thưa quý vị, bốc mộ là việc vô cùng quan trọng, cho nên trước khi thực hiện nghi thức, các gia đình thường xem ngày lành, tháng tốt thông qua tuổi bốc mộ. Nếu thực hiện tốt, người quá cố sẽ phù hộ độ trì, bình an, phúc lộc cho gia đình, dòng họ. Ngược lại, nếu mộ phần không được xem xét cẩn thận, trong trường hợp xấu xảy ra vấn đề, con cháu có thể sinh ốm đau, bệnh tật, việc làm ăn kinh doanh lụi bại, vận hạn xấu sẽ đến với họ. Bởi vậy, các gia đình cần lưu ý và xem tuổi cẩn thận để không xảy ra các trường hợp đáng tiếc. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về những ngày bốc mộ tốt nhất trong tháng 11 âm lịch năm 2022. Kiến thức này được trợ duyên bởi thầy San Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng những ngày tốt mà chúng tôi sẽ chia sẻ ngay sau đây. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Một, những ngày xấu kiêng kỵ bốc mộ trong tháng 11 âm lịch. 2. Những ngày tốt nhất bốc mộ trong tháng 11. 3. Tuổi nào dùng những ngày tốt này sẽ được lộc trời, may mắn và thành công suốt cuộc đời. Tuổi nào đại kỵ không nên dùng. 4. Tổng kết những ngày tốt cho quý vị nắm bắt dễ dàng hơn. Đó là 4 nội dung chính mà chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Để mọi việc được hanh thông thuận lợi, quý vị hãy dành ra 30 giây để chuẩn bị cho công tác bốc mộ được thuận lợi và may mắn. Và để lựa chọn ra được ngày tốt bốc mộ, đầu tiên ta cần phải loại bỏ những ngày xấu. Thưa quý vị, mỗi một ngày sẽ có ý nghĩa riêng với từng sự việc. Ngày tốt của Lưu Bang là ngày tàn của Hạng Vũ, như vậy sẽ không có ngày tốt chung cho tất cả mọi người hoặc là rất ít. Ngoài việc chọn ra ngày tốt cho sự việc, ta còn phải xem xét đó là tốt cho ai. Bây giờ chúng ta bắt đầu tìm ra những ngày tốt nhất để tiến hành công việc bốc mộ trong tháng 11 âm lịch. Quý vị hãy tham khảo thêm trong cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư để tự chọn cho mình được những ngày cát lành nhất, tự xem ngày tốt một cách chủ động mà không phải phụ thuộc vào bất kỳ thầy nào. Trong cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư đã có đầy đủ các kiến thức về ngày tốt từ âm dương ngũ hành, thiên can địa chi và lục mã quý nhân. Ứng dụng trực tiếp trong việc chọn ngày tốt dành cho những người chưa biết phong thủy tới những bậc chuyên gia, các bạn hãy liên hệ tới số điện thoại 0989 349 119 để được tư vấn kỹ hơn về cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư. Theo Ngày Tốt Toàn Thư, những ngày bốc mộ phải đáp ứng được các tiêu chí sau đây. 1. Ngày kỵ bốc mộ bao gồm những ngày sau: sát chủ mùa, thiên địa chuyển sát, thụ tử, tam nương, dương công kỵ, nguyệt kiến, nguyệt phá, trực bình, trực thâu, kiếp sát, tai sát, nguyệt hình, nguyệt hại, nguyệt yểm, tứ phê, ngũ mộ, ngày phục, ngày trùng. 2. Ngày hợp bốc mộ: thiên nguyện, thiên đức hợp, nguyệt đức hợp, thiên xá, lục hợp, minh phệ. Bây giờ xin mời quý vị cùng xem cát khung của từng ngày để tìm ra được ngày tốt nhất bốc mộ trong tháng 11 âm lịch. Nội dung thứ nhất, những ngày xấu cần kiêng kỵ trong tháng 11 âm lịch. Quý vị thân mến, việc đón cát tránh hung là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu khi lựa chọn ngày tốt. Để lựa chọn ra được một ngày tốt đẹp nhất thì bao giờ cũng vậy, ta cần loại bỏ hết những hung tinh, những xung sát trong tháng để chọn ra được những ngày tốt nhất trong tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch năm 2022 nhâm dần bắt đầu từ ngày 24 tháng 11 dương lịch đến 22 tháng 12 dương lịch. Tháng 11 là tháng Nhâm Tý, là tháng Thiếu có 29 ngày. Ngày mùng 1 là ngày Tân Tỵ, ngày 29 là ngày Kỷ Dậu. Trong tháng 11 có hai tiết khí là Đại Tuyết và Đông Chí. Những ngày xấu cần tránh trong tháng 11 âm lịch bao gồm những ngày sau. 1. Ngày sát chủ trong tháng 11 âm lịch là ngày Dần và ngày Mùi, bao gồm các ngày mùng 10 Canh Dần, 22 Nhâm Dần, mùng 3 Quý Mùi, 15 Ất Mùi, 27 Đinh Mùi. Đây là những ngày xấu đại kỵ không dùng. 2. Là ngày sát chủ mùa là những ngày Mão, bao gồm 11 Tân Mão, 23 Quý Mão, cũng kiêng kỵ không dùng vào việc gì. 3. Là ngày thiên địa chuyển sát là ngày Nhâm Tý, Bính Tý. Tháng 11 âm lịch không có hai ngày này. 4. Là ngày thụ tử trong tháng 11 âm lịch là những ngày Mão, bao gồm 11 Tân Mão, 23 Quý Mão, cũng kiêng kỵ không dùng vào việc gì. 5. Là ngày dương công kỵ trong tháng 11 là ngày 21, là ngày Tân Sửu, kỵ các công việc liên quan đến nhà cửa. 6. Là ngày tam nương, bao gồm có 6 ngày, mùng 3 Quý Mùi, mùng 7 Đinh Hợi, 13 Quý Tỵ, 18 Mậu Tuất, 22 Nhâm Dần và 27 Đinh Mùi. Đây là 6 ngày xấu kỵ mọi việc.
7 là ngày Nguyệt Kỵ, bao gồm mùng 5 Ất Dậu, 14 Giáp Ngọ, 23 Quý Mão. Đây là 3 ngày cực xấu và kiêng mọi việc. 8 là ngày Nguyệt Kiến, là ngày Tý, bao gồm mùng 8 Mậu Tý, 20 Canh Tý. 9 là ngày Nguyệt Phá, là các ngày Ngọ, bao gồm mùng 2 Nhâm Ngọ, 14 Giáp Ngọ và 26 Bính Ngọ. 10 là ngày Trực Bình, là ngày Mão, bao gồm 11 Tân Mão, 23 Quý Mão. Ngày này ta cần xét thêm, nếu có nhiều cát tinh thì dùng được. 11 là ngày Trực Thâu, là những ngày Dậu, bao gồm mùng 5 Ất Dậu, 17 Đinh Dậu và 29 Kỷ Dậu. 12 ngày Kiếp Sát, là những ngày Tỵ, bao gồm mùng 4 Tân Tỵ, 13 Quý Tỵ, 25 Ất Tỵ. 13 ngày Tai Sát, là những ngày Ngọ, bao gồm mùng 2 Nhâm Ngọ, 14 Giáp Ngọ và ngày 26 Bính Ngọ. 14 ngày Nguyệt Sát, là những ngày Mùi, bao gồm mùng 3 Quý Mùi, 15 Ất Mùi và 27 Đinh Mùi. 15 ngày Nguyệt Hình, là những ngày Mão, bao gồm các ngày 11 Tân Mão, 23 Quý Mão. 16 ngày Nguyệt Hại, là những ngày Mùi, bao gồm mùng 3 Quý Mùi, 15 Ất Mùi và 27 Đinh Mùi. 17 ngày Nguyệt Yểm, trong tháng 11, ngày Nguyệt Yểm là những ngày Tý, bao gồm mùng 8 Mậu Tý và 20 Canh Tý. 18 ngày Tứ Phế, là ngày Quý Sửu, tháng 11 âm lịch không có ngày này. 19 ngày Ngũ Mộ, là ngày 12 Nhâm Thìn. 20 ngày Phục, là ngày Quý, bao gồm các ngày mùng 3 Quý Mùi, 13 Quý Tỵ, 23 Quý Mão. 21 ngày Trùng, là ngày Tỵ Hợi, bao gồm mùng 1 Tân Tỵ, 13 Quý Tỵ, 25 Ất Tỵ, ngày mùng 7 Đinh Hợi và 19 Kỷ Hợi. Đó là 21 hung tinh chúng ta cần loại bỏ trước khi tiến hành chọn ra những ngày tốt để thực hiện công việc bốc mộ cho được hanh thông thuận lợi. Sau khi đã loại bỏ hết những hung tinh, ta xét các cát tinh để tìm ra được những ngày tốt nhất, bao gồm những ngày sau. 22 ngày Thiên Nguyện, là ngày Quý Sửu, trong tháng không có. 23 ngày Thiên Đức Hợp, là ngày Thân, bao gồm mùng 4 Giáp Thân, 16 Bính Thân, 28 Mậu Thân, là ngày tốt để thực hiện cải táng sang cát. 24 ngày Nguyệt Đức, là những ngày Nhâm, bao gồm mùng 2 Nhâm Ngọ trùng với ngày Tai Sát và ngày Nguyệt Phá không nên dùng. Ngày 12 Nhâm Thìn trùng với Ngũ Mộ nên bỏ qua. Ngày 22 Nhâm Dần trùng với ngày Sát Chủ nên không dùng được. 25 ngày Nguyệt Đức Hợp, là những ngày Đinh, bao gồm mùng 7 Đinh Hợi là ngày trùng nên bỏ qua. 17 Đinh Dậu trùng với ngày Trực Thâu, rất kỵ việc bốc mộ. 27 Đinh Mùi trùng với Tam Nương, không nên thực hiện công việc gì. 26 ngày Thiên Xá, là ngày Giáp Tý, tháng 11 không có ngày này. 27 ngày Lục Hợp, là những ngày Sửu, bao gồm mùng 9 Kỷ Sửu, 21 Tân Sửu và các ngày Sửu đều tốt cho việc bốc mộ. 28 ngày Minh Phệ Đối, bao gồm ngày 11 Tân Mão, ngày 23 Quý Mão. Ngày Mão cũng là thụ tử nên bỏ qua. Ngày 14 Giáp Ngọ trùng với ngày Nguyệt Phá và ngày Tai Sát nên không dùng được. Ngày 20 Canh Tý là ngày Nguyệt Kiến và Nguyệt Yểm nên ta không xét đến. Như vậy chúng ta đã dựa vào 28 tiêu chí của sách Ngày Tốt Toàn Thư để chọn ra được những ngày tốt bốc mộ trong tháng 11 âm lịch. Những ngày tốt trong tháng 11 âm lịch cho việc bốc mộ. Sau đây là bảng tổng hợp những ngày tốt bốc mộ trong tháng 11 âm lịch. Vào những tuổi Hợp kỵ những ngày tốt này. 1. Ngày mùng 4 Giáp Thân kỵ những người tuổi Dần, tốt cho người tuổi Tý, Thìn, Tỵ và những người có thiên can là Kỷ. 2. Ngày 16 Bính Thân kỵ những người tuổi Dần, tốt cho người tuổi Tý, Thìn, Tỵ và những người có thiên can là Tân. 3. Ngày 28 Mậu Thân kỵ những người tuổi Dần, tốt cho người tuổi Tý, Thìn, Tỵ và những người có thiên can là Quý. 4. Ngày 9 Kỷ Sửu kỵ những người tuổi Mùi, tốt cho người tuổi Tỵ, Dậu, Tý và những người có thiên can là Giáp. 5. Ngày 21 Tân Sửu kỵ những người tuổi Mùi, tốt cho người tuổi Tỵ, Dậu, Tý và những người có thiên can là Bính. Đó là 5 ngày tốt để bốc mộ trong tháng 11 âm lịch và chi tiết những tuổi hợp kỵ với ngày. Quý vị hãy nhanh tay lựa chọn cho mình những ngày phù hợp nhất để tiến hành mọi việc được thuận lợi và may mắn. Hy vọng thông qua video này, quý vị sẽ lựa chọn được cho mình những ngày tốt đẹp như ý. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại dưới ô bình luận bên dưới video hoặc gọi điện trực tiếp tới số 0989 349 119 để được giải đáp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy hoan hỉ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để luôn cập nhật những thông tin mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin cảm ơn.